Chào các đồng chí và các bạn. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi chuyên mục An ninh Lâm Đồng. Chuyên mục được phát trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Mở đầu chuyên mục hôm nay là những phần tin chính sau đây. Công an tỉnh phát động thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác. Công an tỉnh tổ chức chương trình học làm chiến sĩ công an cho các em thiếu nhi. Công an tỉnh thực nghiệm hiện trường vụ phá trên 10 hecta rừng thông tại xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà. Cuối chuyên mục là phóng sự hiệu quả công tác dân vận tại xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm. Bây giờ mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi nội dung chuyên mục. Sáng ngày 3 tháng 6, Công an tỉnh tổ chức lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1969-2019. Hưởng ứng phong trào cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở do Thủ tướng Chính phủ phát động. Phong trào thi đua được phát động với chủ đề phát huy truyền thống 75 năm vẻ vang, nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, lập công dân bác, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, với các nội dung trọng tâm: thi đua bảo vệ an ninh tổ quốc, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật, tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết thực hiệu quả. Phát biểu tại lễ phát động, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, để phong trào thi đua lần này phát triển sâu rộng, đồng bộ, đạt được các chỉ tiêu đã đề ra, xem đây là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt nhằm giúp cho cán bộ chiến sĩ nhận thức sâu sắc hơn về truyền thống và trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân. Ý nghĩa giá trị lịch sử của di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, đề cao vai trò nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, nhất là người đứng đầu, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đảm bảo công tác hậu cần kỹ thuật, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu của toàn lực lượng. Thường xuyên nắm vững tình hình, dự báo kịp thời, làm tốt công tác tham mưu phối hợp để giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị trên từng địa bàn, trong từng lĩnh vực. Về thực hiện văn hóa công sở, toàn lực lượng Công an Lâm Đồng tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 07 của Bộ Công an về tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử công an nhân dân trong tình hình mới, gắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động, xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Đồng thời tập trung nâng cao tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, tư thế, lễ tiết, tác phong trong giao tiếp, ứng xử, xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân. Vừa qua, tại hội trường Công an tỉnh, Hội Phụ nữ đã tổ chức chương trình vui Tết thiếu nhi cho các cháu là con cán bộ chiến sĩ đang công tác tại Công an tỉnh. Tại buổi lễ, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho các em đạt thành tích cao trong học tập năm học 2018-2019 và tổ chức cho các cháu sinh hoạt văn nghệ và tham gia các trò chơi tập thể. Đây là dịp để các cháu có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, học hỏi lẫn nhau trong học tập, sinh hoạt, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đối với thế hệ tương lai của đất nước. Qua đó động viên khích lệ các cháu cố gắng học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức trở thành con ngoan, trò giỏi. Và đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2019, tạo môi trường sinh hoạt giải trí bổ ích, lành mạnh, an toàn cho con cán bộ chiến sĩ, công nhân viên công an nhân ngày quốc tế thiếu nhi. Cùng ngày, tại Công an thành phố Đà Lạt cũng đã tổ chức vui Tết thiếu nhi cho các cháu là con của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Nhân dịp này, Công an thành phố Đà Lạt cũng đã tặng 30 phần quà cho những cháu có thành tích cao trong học tập, rèn luyện. Chương trình chào mừng quốc tế thiếu nhi không chỉ tạo điều kiện cho các cháu gặp mặt giao lưu, nâng cao kỹ năng sống, mà còn là dịp để các cháu hòa mình vào không khí sôi nổi chung của toàn thể trẻ em trên toàn thế giới. Sáng ngày 2 tháng 6, Công an tỉnh phối hợp với tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức lễ ra quân khai giảng lớp học làm chiến sĩ công an cho 160 em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Việc tổ chức lớp học nhằm giáo dục về truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đội thiếu niên tiền phong, truyền thống của lực lượng công an, 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân. Đồng thời, các em thiếu nhi cũng được thực hành các nội dung cơ bản của điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ, tập luyện các động tác cơ bản của võ thuật công an nhân dân, được giáo dục về giới tính, các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, sơ cấp cứu khi bị đuối nước, rắn độc cắn, v.v. Thông qua lớp học nhằm giúp các em trưởng thành, độc lập và có ý thức hơn trong sinh hoạt hàng ngày, kỹ năng xã hội. Lớp học được tổ chức thành 2 đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 6 năm 2019.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa chủ trì phối hợp với Công an huyện Lâm Hà, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tiến hành tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ án hủy hoại trên 10 hectare rừng thông ba lá, khoảng 3.500 cây thông 20 năm tuổi, tại tiểu khu 292, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà. Ba đối tượng đã bị khởi tố bắt giam, bị dẫn giải đến hiện trường để diễn lại hành vi chúng đã xâm nhập, khoan lỗ, bơm thuốc sâu đầu độc rừng thông. Các đối tượng gồm Ngô Văn Diệm, sinh năm 1984, trú tại thôn 10, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà. Nguyễn Văn Lợi, sinh năm 1996, tại thôn An Bình, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà. Và Dương Văn Hồng, sinh năm 1967, trú tại thị trấn Nam Bang, huyện Lâm Hà. Theo cơ quan điều tra, Diệm là đối tượng được kẻ chủ mưu thuê phá rừng, thỏa thuận ăn chia. Sau đó, Diệm đứng ra thuê lại các đối tượng, trong đó có Hồng, Lợi và một số đối tượng nữa hiện đang bỏ trốn và bị công an truy xét. Đối tượng Diệm có hai tiền án về các tội trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Sau khi ra tù, Diệm đến xã Tân Thanh và được thuê phá rừng thông tại tiểu khu 292. Kẻ chủ mưu của vụ phá rừng này được xác định là Bạch Đình Kế, sinh năm 1982, ngụ tại Tân Thanh, Lâm Hà, đã ra đầu thú tại Công an tỉnh vào ngày 2 tháng 6. Đây là vụ phá rừng thông quy mô nhất từ trước đến nay tại huyện Lâm Hà. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Công an thành phố Đà Lạt vừa đưa đối tượng Quách Cẩm Tú, sinh năm 1988 tại thành phố Hồ Chí Minh, đi xác định và thực nghiệm hiện trường các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Tú gây ra trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Theo kết quả điều tra, năm 2017, Tú lên thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương làm một số công việc khác nhau để sinh sống. Khoảng một năm sau thì Tú rơi vào tình trạng thất nghiệp, không có việc làm ổn định. Sau đó, Tú dùng chứng minh nhân dân giả cùng giấy phép lái xe giả đến các tiệm mua điện thoại di động theo hình thức trả góp và các điểm cho thuê xe máy để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng việc sử dụng các loại giấy tờ giả này, Tú đã chiếm đoạt 2 điện thoại di động và 2 xe máy của 4 nạn nhân trên địa bàn thành phố Đà Lạt với số tiền hơn 50 triệu đồng. Ngoài ra, Tú còn khai nhận trước đây đã chiếm đoạt 150 triệu đồng của một công ty nông sản tại huyện Lạc Dương và 49 triệu đồng của một công ty khác tại thành phố Đà Lạt khi Tú còn làm cho hai công ty này. Ngày 29 tháng 5, Công an thành phố Đà Lạt đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Quách Cẩm Tú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện Công an thành phố Đà Lạt đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và thông báo ai là nạn nhân của Tú thì liên hệ với Công an thành phố Đà Lạt để được hướng dẫn giải quyết. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh vừa tiến hành bắt quả tang đối tượng Lê Trần Trang Nhã, sinh năm 1997, trú tại quận 11, thành phố Hồ Chí Minh về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, vào khoảng 6 giờ 40 phút ngày 30 tháng 5, tại khu vực thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Đức Trọng phát hiện Nhã đang xách tay một gói hành lý có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an phát hiện bên trong có một gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Bước đầu Nhã khai nhận số ma túy trên nhận từ một người tên Linh ở thành phố Hồ Chí Minh gửi xe khách, sau đó giao cho một người tên Bảo để nhận 65 triệu đồng. Tiền thù lao cho Nhã là 5 triệu đồng. Lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản bắt giữ phạm tội quả tang, đồng thời niêm phong thu giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục điều tra xử lý. Ngày 3 tháng 6, người dân phát hiện tầng 3 nhà ông Triệu Bang tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh bốc cháy dữ dội. Lúc này, cả gia đình ông Bang đang ngồi dưới tầng trệt nên không phát hiện lửa cháy. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Di Linh đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ cùng với người dân tham gia dập lửa. Sau khoảng 40 phút, đám cháy mới được khống chế và dập tắt. Vụ cháy tuy không thiệt hại về người, nhưng toàn bộ tài sản trên tầng 3 của căn nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Sự có mặt kịp thời của lực lượng công an huyện và sự giúp đỡ của người dân đã khống chế được ngọn lửa, không gây thiệt hại cho các hộ bên cạnh. Theo lực lượng chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện. Vào khoảng 20 giờ 40 phút ngày 2 tháng 6, tại đường Trần Hưng Đạo, phường 10, thành phố Đà Lạt, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy với xe tải chở gạch, làm cho một người đàn ông tử vong.
Công an thành phố Đà Lạt cho biết vào thời điểm trên, xe máy Airblade biển số 49D1-04679 do anh Hoàng Văn Tuấn sinh năm 1976, trú tại phường 1 thành phố Đà Lạt, điều khiển chạy trên đường Trần Hưng Đạo, hướng từ điện lực về ngã tư cây xăng Kim Cúc, đã tông vào đuôi xe tải chở gạch mang biển kiểm soát 37N-0042, chưa rõ danh tính tài xế đang đậu bên đường. Hậu quả anh Tuấn tử vong tại chỗ, xe máy bể nát phần đầu và mắc kẹt dưới gầm xe tải. Công an phường 10 và công an thành phố Đà Lạt đã có mặt khám nghiệm hiện trường, phân luồng tránh ùn tắc giao thông. Thưa các đồng chí và các bạn, đoàn công tác thuộc tỉnh Lâm Đồng gồm Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh, Học viện Lục quân cùng lãnh đạo đảng bộ chính quyền các ban ngành đoàn thể huyện Bảo Lâm, các mạnh thường quân, đông đảo bà con nhân dân xã Lộc Bắc huyện Bảo Lâm tổ chức và tham dự lễ tổng kết đợt công tác dân vận tại xã Lộc Bắc. Trong những năm qua, công tác dân vận được cả hệ thống chính trị trên địa bàn Lâm Đồng quan tâm. Đặc biệt trong năm 2019, các ban ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm vào cuộc như xây dựng các công trình an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, chăm lo đời sống cho bà con tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. Năm 2019, Ban Dân vận Tỉnh ủy chọn xã Lộc Bắc để đầu tư. Đây là đợt công tác dân vận lớn nhất của tỉnh từ trước đến nay. Chỉ trong 5 tháng đã huy động được trên 4 tỷ đồng do các cơ quan, ban ngành của tỉnh, các nhà hảo tâm tập trung đầu tư xây dựng cơ bản. Đợt công tác dân vận lần này có sự tham gia của đội ngũ y bác sĩ trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh, nhóm y bác sĩ bệnh viện Quân y 87 đóng tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Đây là chủ trương của lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể địa phương hướng về cơ sở, đảm bảo chăm lo đời sống thiết thực, chất lượng cho bà con vùng căn cứ cách mạng, bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Có thể khẳng định rằng đây là cái đợt công tác dân vận mà mang tính quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Quy mô là vì là huy động là từ trong tỉnh, huyện, xã, kể cả là một số tỉnh bạn tiêu biểu như thành phố Hồ Chí Minh. Quy mô nữa là vì là cái nội dung đầu tư hết sức phong phú, hết sức là thiết thực, liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh. Và một cái quy mô nữa đó là huy động cả cái nguồn lực là với số tiền là trên 4 tỷ đồng. Với tinh thần trách nhiệm cao, 5 tháng qua, các đơn vị từ tỉnh, huyện, xã đã tích cực chủ động triển khai thực hiện các hoạt động thiết thực như xây dựng 16 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa nâng cấp hội trường nhà văn hóa thôn 2, làm công trình thắp sáng đường quê, khoan giếng nước trong các cụm dân cư, thăm khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, nâng cấp, chỉnh trang đài tưởng niệm liệt sĩ, tặng quà cho các gia đình chính sách neo đơn và nhiều hoạt động khác. Tổng trị giá đợt công tác dân vận đạt trên 4 tỷ đồng. Dịp này, Công an Lâm Đồng phối hợp với báo Công an thành phố Hồ Chí Minh, các nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, nhân văn như tổ chức nhiều đợt tuyên truyền pháp luật và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tổ chức thăm và tặng quà, xe đạp, áo ấm đến trường cho các em học sinh trường tiểu học Lộc Bắc và trường mầm non Bờ Lá, các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng 2 căn nhà đại đoàn kết. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Và từ nay trở đi thế, gia đình sẽ cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa và cố gắng làm hết sức mình để không phụ lòng mọi người. Công an tỉnh trao tặng 2 căn nhà đại đoàn kết cho 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm. 2 căn nhà đại đoàn kết được xây dựng theo kết cấu nhà cấp 4 cho các hộ bà Phạm Thị Chao, 53 tuổi, dân tộc Tày, và ông Ca Tường, 48 tuổi, phó công an xã Lộc Bắc. Đây là những gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn. 2 căn nhà có tổng trị giá 175 triệu đồng do cán bộ chiến sĩ Công an Lâm Đồng và các mạnh thường quân đóng góp. Tại buổi bàn giao nhà, Công an tỉnh và các mạnh thường quân đã trao tặng những vật dụng cần thiết để gia đình sử dụng. Trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, rồi cảm ơn Ban lãnh đạo Công an tỉnh đã quan tâm giúp đỡ gia đình. Và tôi sẽ để cảm ơn các nhà tài trợ. Rồi tôi sẽ cố gắng
phấn đấu hơn trong cái công tác với lại kinh tế gia đình. Hội phụ nữ, đoàn thanh niên công an tỉnh, khối cảnh sát, công an huyện Đức Trọng, công an huyện Bảo Lâm, chốt cảnh sát giao thông tại huyện Di Linh, thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh, vận động các nhà hảo tâm góp ngày lương mua sắm các thiết bị, vận dụng thiết yếu như TV, quạt, bếp ga, nồi cơm điện, trao tặng hai gia đình được nhận nhà đại đoàn kết. Tổng giá trị phần quà công an tỉnh vận động lần này là 250 triệu đồng. Đây cũng là đợt công tác dân vận có quy mô nhất từ trước đến nay tại xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm nhằm thể hiện tình cảm sâu sắc của cấp ủy chính quyền từ tỉnh, huyện đến xã với nhân dân xã Lộc Bắc, xã Anh Hùng, vùng căn cứ cách mạng của tỉnh Lâm Đồng. Đến đây, chuyên mục Anh Lâm Đồng xin tạm dừng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã luôn dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.